Vâng, chào ông nhá, anh nhá. Vâng, anh. Lâu lắm rồi anh ạ, nhớ ra cái năm ngoái năm kia. Rồi, rồi, chào rồi. Anh ạ. Chào. Vâng, chào anh. Vâng. Ờ, chào anh. Đây, vất vả các ông, các chị nấu cơm đây. Tiếp đoàn nè. Món đây là món dòng má đây. Dòng má được nhá. À, đấy. Người Thái đấy. Vất vả các bà nấu nướng nấu cơm tiếp đoàn. Đoàn các chú các anh đoàn nhiếp ảnh. Và cũng tình cờ chăn đưa tên mấy cho tình cờ vào đây gặp các chú các anh trong đoàn nhiếp ảnh. Vâng, chào các chú các anh. Thế các chú các anh là bên bên nhiếp ảnh hả chú? Bên nhiếp ảnh. Dạ, à vâng, bên nhiếp ảnh. Vừa là hội viên hội văn học thuật tỉnh Thái Nguyên mà vừa là hội viên hội điện ảnh Việt Nam. À. Nhưng riêng tớ thì lại cả hội viên hội văn học nghệ thuật các dân tộc số Việt Nam quân của Nông Vũ Bình nữa. À, vâng, vâng. Ngoài của Trần Thị Thu Đông, theo của quân Nông Vũ Bình. À, thế ạ, à, vâng, vâng. Thế cuộc chiến này cũng là quân của Vâng. Thế tốt quá thì về ông ạ, cháu cũng tình cờ đi Lai Châu cái lễ hội dân số có dưới 10.000 người vừa về. Tớ vừa sáng nay mới chạy từ ngoài vào đây. À. Thì cháu cũng vừa vào đến đây xong. Chạy đi chụp xin hồ đây. À lại lên xin hồ. Vâng. Đây là tỉnh Lai Châu thắng. Vâng, vâng. Bắt đầu đi xin hồ. Bây giờ mới đi á? Vâng. Ôi giời. Thế là ngủ lên trên luôn. Ngủ trên đấy. À rồi rồi, ok. Đây quý vị ạ, được món canh quả đấy. Đặc sản này. Cả lại đây, đặc sản Tây Bắc. Tuyệt vời. Gì ạ? Đó. Đây, dòng má đây. Đây. Đặc sản Tây Bắc. Đây, măng nhé. Măng. Đó. Chẩm chéo mà có. Đó. Rồi quý vị ạ, thì chúng ta được chủ nhà làm cơm đón tiếp đoàn nghệ thuật ở Thái Nguyên. Vâng. Đấy. Nghệ sĩ nhiếp ảnh ở Thái Nguyên đấy, anh Ninh nè, anh Hùng nè, anh Khánh Vân nè, đấy đây là nhiếp ảnh của tỉnh, đây là trong thân của tỉnh. Hôm nay là đi thực tế, có
cho Sình Hồ. Hôm nay về đây thì cũng là mời các bác với mời các bà đã cùng vui tết nhậu thôi. Bốn năm rồi.